Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin giới thiệu với quý cô chú anh chị em mình một cái nền diện tích bề ngang 5-20, 100 mét thổ cư. Thì chủ đưa ra một cái giá là khoảng 3 tỷ 1,50. Thì đây là một miếng đất rất là đẹp, quay về hướng Tây Nam. Diện tích bề ngang 5-20 thì 100 mét thổ cư. Thì đường số 4 nha. Đây là khu quân báo ngang chợ Bà Bộ, thì cách Đại học Y Dược đâu đó tầm khoảng 800 mét là chúng ta tới Đại học Y Dược rồi. Còn nếu mà đây là cũng là thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ, đi chợ Bà Bộ thì tầm khoảng chừng 300 mét là chúng ta tới chợ Bà Bộ rồi. Đây thì nhà cửa thì cao tầng nhốt hết trơn ha, một trệt hai lầu đều hết trơn. Có căn này rất là cao nè, 5-6 lầu. Thì ở đây đường trước nhà thì đường 7 mét, lề mỗi bên thì 3 mét. Thì quý cô chú anh chị em là có nhu cầu sở hữu cái nền thì mình đến mình coi thực tế cái nền, còn mua bán thì mình gặp trực tiếp gặp chủ mình thương lượng ha. Đây là con đường số 4 ha. Thì cái vị trí nền nó cũng rất là cao ráo. Thì ở đây sẽ có hai cái nền, có một cái nền đang cần bán. Thì diện tích nó từ mấy nhà bên đây nó sẽ đi qua bên đây là đã xây cuốn vuông dứt hết trơn ha. Ở phía sau thì có mương thở 2 mét ở phía sau. Ở đây nhà cửa thì rất là đông đúc. Quay qua hướng bên đây thì là hướng hướng Tây Nam. Đây là một cái vị trí nền rất là đẹp luôn, rất là yên tĩnh. Thì quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu nền này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396 40 0040 để trực tiếp dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi nền. Mua bán thì mình gặp chỗ mình thương lượng mua bán ha. Ở đây thì rất là yên tĩnh, thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ. Thì bán kính trong vòng 1 km là đầy đủ tiện ích hết, trường học, trạm xá đầy đủ hết, chợ thì chỉ có vài trăm mét là chúng ta tới chợ rồi. Đây thì nhà đất khu này rất là an ninh, đèn đường đầy đủ, camera đầy đủ luôn ha. Thì còn trống ở đây một nền thì lề thì cũng rất là rộng rãi đó. Đây thì cũng có mấy cái mẫu nhà sẵn nè, đây bên đây thì nó cũng gần ngã ba ngã tư luôn. Thì đây sẽ có vị trí nền từ đây qua bên này là 5 mét, dài vô là 20 mét nha. Lề thì 3 mét, đường thì 7 mét, lề mỗi bên 3 mét. Để chạy dài dài ra ngoài chỗ quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo cái đường đi luôn ha. Thì đây chạy ra chợ Bà Bộ thì chút xíu là chúng ta sẽ tới à. Vô tình bữa nay quay thì cũng hơi trời chuyển mưa và tối, thì mong quý cô chú anh chị em mình thông cảm giùm, đang mắc mưa luôn. Đi cái đường này đi thẳng ra chợ Bà Bộ nè nha. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau.